Xin chào các bạn, hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn chơi game bút trên cái bàn chơi game này ha. Đầu tiên là các bạn phải có cái phần mềm Panda ha. Rồi xong bây giờ mình sẽ gán cái phím di chuyển cho nó vào đây ha. À, gán cái phím di chuyển vào. Xong bây giờ mình gán cái phím nút nè. Đó, ví dụ như nút này là nút đánh đi. Rồi, mình gán thêm một cái nút nữa. Ví dụ như cái nút này là nút bắn nè, B đi ha. Thêm một cái nút nữa, C đi. Tí mình gán sao giờ nó vô rồi. Thêm một cái nút, mình bấm cái nút C là cái nút nhảy đi ha. C nhảy vào đây. Rồi, bấm nút C là nhảy. Đó, giờ mình có thể sử dụng các cái nút di chuyển như bình thường nè. Rồi, nút A là nhảy dù. Hồi nãy mình gán vị trí này giờ nhảy dù. Rồi. Rất mượt luôn các bạn. Nhảy dù xuống đi ha. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái game này luôn các bạn, cho nên là mình không biết các cái chức năng, nhiều cái chức năng của nó chơi như thế nào, có gì các bạn chỉ mình ha. Xuống sao nhảy dù nó hơi lâu đó. Rồi giờ mình thêm một cái nút nữa, để qua trái và phải nè, chạy tới. Nút A là nút đánh nè, nút B là nút nhảy à, nhảy. Giờ mình còn thiếu hai mấy cái nút nữa đúng không? Mình thêm một cái nút nè, thêm một cái nút đây. Nút này đi, nút Y đi, là nút này. Thêm một cái nút nữa. Nút Z đi, nó sẽ là nút này. Ok. Sao tay không bắt cướp vậy? Không có cái gì trong này hết trơn vậy? Không có súng, không có gì hết trơn vậy? Làm vậy đi cho nó an toàn ha. Do mình không có biết chơi cái game này nhiều cho nên là chắc giờ đi lung tung không có thấy súng đạn gì hết, không có bắn được nữa các bạn.